Nè đi chỗ khác rồi hả? Đi chỗ khác mà chỗ nó trắng phát à. Nó nói ở đây là chích màu vô á. Trời ơi, màu chích đâu mà chết. Nó chích màu vô nó mới vàng vậy chứ ai. Anh thấy em đăng cá tự nhiên không? Mấy cái trại em nuôi đó. Ai anh coi thử đi, coi kỹ đi. Mà đúng cá trại. Ok cho. Về Cần Thơ là cái da coi kỹ nha. Vậy nãy anh đi một chỗ rồi đó hả? Đi ghé chỗ kia mà nó có cá rồng mà cái cá nó không vàng vậy, nó nói là chích màu á. Trời ơi, không có chích màu nha. Anh tới nơi cũng thấy rồi đúng không? Trời ơi, bó tay. Trời ơi, không có chích màu nha mọi người ơi, con cá nè. Đây, nuôi ngoài nắng rất là đẹp. Khách ơi, không có chích màu, không có gì hết. Trời ơi, ai mà chích được cái màu của nguyên con mà đều vậy là chắc em lợi em bái làm sư phụ á. Sao mà chích màu được? Ai ok chưa anh? Ok hả? Ok. Quá đẹp luôn. Không có chích màu nha, nghe tầm bậy tầm bạ là chết luôn. Chích màu vô. Nó chích cho thấy rõ. Tầm bậy tầm bạ.